Cơ điện thoại màn hình to đầu tiên Tôm Tuấn dùng bao nhiêu inch và là tên là gì? 20x 7.4 inch. Con đầu tiên điện thoại quá cả. Redmi 9A 6.5 inch. To dã man. Trước giờ em được mỗi con iPhone 11 là cái cảm ứng đầu tiên. iPhone 11 là đầu tiên là bao nhiêu inch? Em cũng không nhớ lắm. Con điện thoại cuối cùng mà Dương dùng màn hình cảm ứng lớn là bao nhiêu inch? Đó là con Samsung Galaxy S22 Ultra 6.8 inch. Vâng, các bạn thấy rằng là kích thước màn hình điện thoại ngày càng to. Bây giờ thậm chí là 6.8 inch thì người ta cũng thấy bình thường. Nhưng nếu không có chiếc điện thoại này thì sẽ không có bất kỳ một sản phẩm điện thoại nào màn hình lớn được sản xuất ra thị trường. Và đây là Samsung Galaxy Note 1 với màn hình chỉ 5.3 inch. Từ chỉ là dành cho 2022. Còn ngày xưa mà 2011 nó ra mắt thì bảo vãi, điện thoại màn hình to vãi không khác gì có máy tính bảng. Đấy là ngày xưa người ta nói như vậy thôi. Còn hôm nay anh ta sẽ cùng nhau mở hộp full box chiếc Galaxy Note 1. Rồi, cái đầu tiên thì các bạn thấy Galaxy Note 1. Mày bị đuổi việc. Đi ra khỏi đây luôn, đừng bao giờ quay lại nữa. Bye, have a great time. Đây là phiên bản Hàn được mình mua để sưu tầm. Vì thế nên nó sẽ có đôi chút khác so với lại phiên bản chính hãng chúng ta nhé. Ngày xưa thì người ta thích mua điện thoại Samsung bản Hàn hơn bởi vì nhiều lý do. Trong đó đặc biệt là các bạn sẽ có 3 viên pin. Đây là một cái dock sạc pin rời. Thì trong này chúng ta sẽ có 1 viên pin, có 1 cục pin được tặng kèm. Và tất nhiên cái chiếc điện thoại này thì không phải là chạy bằng không khí. Thế nên bên trong nó đã có 1 cục pin nữa rồi. Nên tổng cộng chúng ta sẽ 3 pin, 1 cáp là micro USB và 1 bộ sạc sẽ đi kèm với dây. Nó đang cắm ở đây. Box siêu thằng Dương cày. Dương nhìn này. Đấy. Lẽ ra em làm con này trước rồi. Đấy. Cái thấy chưa? Con Galaxy Note 1 này thì được ra mắt 2011, giá lên tới là hơn 18 triệu đồng. Chiếc flagship. Về sau chúng ta có những kế nhiệm như Galaxy Note 9 này. Nhưng bây giờ thì dòng Galaxy Note đã kết thúc ở Note 20 rồi. Và bây giờ các bạn mua thì chỉ có thể mua được S22 Ultra. Là một cái dòng điện thoại mà sẽ có bút S Pen. Ấn vào một cái sẽ lấy ra. Ngày xưa là chúng ta phải tháo ra, rút theo kiểu truyền thống như này. Và nếu anh em muốn mua chiếc Galaxy Note 20 Ultra hay kể cả S22 Ultra thì có thể truy cập link bên dưới tại XT Mobile. XT là một đơn vị chuyên bán các sản phẩm của Samsung, bao gồm có cả hàng Hàn, hàng line new, có cả hàng mới bảo hành Samsung chính hãng để các bạn có thể yên tâm mua sắm ở đây. Mình nghĩ bây giờ mua Note 20 Ultra là chiếc điện thoại mà có bút S Pen giá hợp lý nhất để mọi người sử dụng được. Đây là một trong những cái flagship đầu tiên lúc mới vào nghề mình làm thì có màn hình lớn thì mình rất ấn tượng với con này vì nhiều điểm. Mọi người chưa biết thì ngày xưa chúng ta chủ yếu điện thoại là phải bóc nắp lưng, gần như là không có điện thoại nào làm nguyên khối ngoại trừ iPhone ra. Android thì phần lớn là bóc nắp lưng. Chúng ta sẽ có pin của nó chỉ là 2500 mAh, nhưng ta sẽ có khay cắm SIM cũng như thẻ nhớ, nhưng thẻ nhớ không thể thay nóng. Nhiều bạn hỏi thay nóng là như thế nào, bởi vì thì tất nhiên là nó chỉ có thể thay lạnh được thôi. Đó là các bạn thấy rằng là chúng ta phải bóc pin ra mới thay được thẻ nhớ. Và loa của máy thì sẽ để mặt lưng phía sau. Bạn biết là bây giờ điện thoại thì toàn để mặt loa cạnh dưới này, và chúng ta sẽ để loa ở phần bên trên này cùng với loa thoại là loa kép mặt lưng nhìn này. Đấy, các bạn thấy đây là mặt lưng làm cho các DJ có thể đi tạo ra những âm thanh rất là vui tai. Viên của máy thì hoàn toàn làm từ nhựa thôi, vì thế sau một thời gian nó sẽ bị trầy xước. Máy Hàn thì còn cho chúng ta một cái nữa, đó chính là anten để bắt các trạm phát sóng các kênh 18 cộng ở bên Hàn Quốc dành riêng cho những người dùng như thế này. Nửa đầu là đúng, nửa sau là sản phẩm nữa nha. Đây, các bạn thấy là ngoài ra thì mình phát hiện ra là chức năng của nó là kickstand. Nó sẽ để như này để các bạn có thể xem phim một cách thoải mái hơn. Đấy. Về cái màn hình của nó thì các bạn thấy là giao diện này là TouchWiz nha. Nó không phải One UI bây giờ. Đây, thì ta vuốt sẽ có giao diện màn hình khóa như vậy. Đấy, và ngày xưa chúng ta có rất nhiều ROM cài để customize lại cái này. Ở đây thì sẽ có 3 phím điều hướng, gồm có phím menu, chúng ta sẽ phím home và cuối cùng là phím back. Đây cũng không phải là cảm biến vân tay bởi vì chúng ta cũng chưa có công nghệ đó. Lúc đấy là cùng thời với Galaxy S2. Khi các bạn bấm giữ thì nó sẽ kích hoạt được chúng ta là giao diện đa nhiệm. Và với những cái máy Hàn thì nó sẽ luôn luôn có cái trình xem phim, xem TV, đó là HD TV và cũng như là DMB. Và các bạn sẽ nhìn các cái icon đi. Đây là bộ icon ngày xưa của Samsung TouchWiz này. Mình rất thích cái bộ icon này ngày xưa luôn. Và nó sẽ có một cái phím để hiển thị ra các trang ứng dụng menu và bấm để chúng ta quay trở lại màn hình home. Nếu như bây giờ các bạn muốn bật tắt wifi thì các bạn bấm giữ vào lập tức nó sẽ ra, đúng không? Nhưng ngày xưa không có chức năng này, ta không thể bấm giữ và truy cập nhanh vào phần setting được. Sản phẩm điện thoại này đang chạy là 4.0.4. Đây, phiên bản phần mềm đã được nâng cấp của nó lên rồi. Ngày xưa nó chạy hình như là gingerbread. Tôi cho mấy con gà này xem. Đây, muốn zoom vào đâu thì cần nghiêng ra nghiêng vào thì thử góc góc trên xem chỗ nào thì được. Đây, bây giờ mình để bên trên đúng không? Đây là một
trong những cái trò rất là magic ngày xưa của Samsung. Thực ra là đỉnh cao nhất của Samsung thì phải kể đến Galaxy S4, bởi vì khi đó nó sẽ còn có điều khiển bằng mắt, điều khiển bằng tay. Chúng ta phải kể tới chiếc bút S Pen để sau lưng, thì ngày xưa là chúng ta phải rút ra như này. Bây giờ là mọi người chỉ cần ấn vào nó sẽ tự động bật ra. Và có một cái tính năng gọi là S Memo. Cái này là bố tổ của cái trình ghi chú bây giờ của Samsung. Đây các bạn nhìn thấy đây, các cái thao tác trên màn hình này. Đấy. Và cái Galaxy Note này tại sao lại thành công? Bởi vì nó là một trong những con điện thoại đầu tiên có một chức năng là khi các bạn tì tay lên màn hình, các bạn vẫn có thể viết được. Còn rất nhiều điện thoại mà đi kèm với bút ngày xưa, khi bạn tì tay thì nó sẽ nhận cảm ứng loạn lên. Bạn thấy là cái bút này lại có một cái điểm là chỉ thao tác trên màn hình được nha các bạn. Khi bạn bấm vào các nút back và cái nút menu như này thì nó sẽ không nhận được đâu. Và các bạn biết ngày xưa để lên Facebook và nhận được các thông báo thì nó sử dụng cái gì không ạ? Đó là một cái trình gọi là Social Hub. Cái Social Hub này là một cái cổng mạng xã hội được Samsung tổng hợp lấy từ email, mạng xã hội, Facebook, các thứ các bạn sẽ đưa vào hết tại đây. Nhưng mà các bạn thấy là bây giờ đã loại bỏ hết rồi. Và đặc biệt là nó sẽ có một cái Task Manager. Hiện tại thì chúng ta không sử dụng cái Task Manager này nữa. Chỉ có ngày xưa thôi, bởi vì điện thoại RAM và bộ nhớ của nó thấp thì chúng ta phải đi thoát từng cái một như thế này để giải phóng RAM. Đấy, đấy, các bạn thấy là RAM của nó chỉ sử dụng thực tế được là 735MB thôi. Cái Samsung Kit này cũng là một cái mà chắc chắn là bây giờ nhiều anh em không biết. Dương là fan Samsung, có biết Samsung Kit là gì không? Đương nhiên em biết rồi. Là gì? Nó là một ứng dụng trong cái máy. Ứng dụng này kết nối máy tính. Đúng. Những cái dòng máy cổ sẽ có ứng dụng này. Là các bạn không thể có file một cách bình thường mà các bạn có một cái gọi là Samsung Kit. Và cái Samsung Kit này sẽ cho các bạn cài app, chuyển file giao lưu nhau. Và nó có một cái Kit Air này để các bạn có thể kết nối không dây. Và camera thì các bạn biết đây là cái điện thoại camera độ phân giải chỉ là 8MP thôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một công tắc chuyển qua lại giữa chế độ quay và chụp. Sao sao cái bút S Pen này nó kém nhạy cực, không nhạy lắm. Nó là bút stylus mà sếp. À. Làm sao mà nhạy được? Đây, nó không thực sự nhạy. Có thể là do cấu hình máy cũng cùi đi rồi. Đấy, tiếng chụp rất quen thuộc của điện thoại Samsung. Đấy, uy tín. Và các bạn sẽ có tùy chọn chế độ tự chụp chân dung, phong cảnh, ui nhiều lắm. Và đây là các bạn thấy là chiếc Galaxy Note 1 còn đẹp nguyên bản mới của mình. Đã mua sưu tầm được với mức giá bao nhiêu nhỉ? 2,5 triệu. Đấy, 2,5 triệu. Note 2 cũng 2,5 triệu. Note 2 cũng 2,5 triệu. Đồng giá. Trong khi đó bây giờ nếu các bạn mà mua những con điện thoại Samsung mới bây giờ thì chúng ta chỉ có Note 20 là chiếc điện thoại Note cuối cùng. Đấy là cái sự kết thúc của dòng đời Galaxy Note mà bây giờ nó chuyển hết sang Galaxy S, là chiếc máy S22 Ultra đang được quay video này. Thì anh em nghĩ sao? Con điện thoại đầu tiên màn hình to anh em dùng là gì? Thực sự các bạn biết rằng là đây không phải là điện thoại màn hình to đầu tiên ở trên thị trường làm thời đấy nhá. Nếu không nhầm ngày xưa nó có con Dell Strix thì phải. Mình quên mất rồi. Nhưng mà con ấy thất bại và phải tận Galaxy Note thành công mở đầu cho một xu hướng để các hãng tự tin làm điện thoại to. Vì thế nên phải cảm ơn chiếc điện thoại này. Vì nếu Galaxy Note mà thất bại thì chúng ta sẽ không có điện thoại to bây giờ đâu anh em nhá. Và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau. À, nói về màn hình một chút. Thì đây là một trong những con điện thoại cũng có công nghệ Super AMOLED, công nghệ màn hình khá là mới của Samsung. Tuy nhiên thì con này thì có một cái điểm trừ là độ phân giải của nó thấp, chưa tới 300 ppi, nên màn hình khá là rỗ. Nhưng tôi thật với các bạn là bây giờ chẳng có anh em tiêu chí khắt khe thôi, chứ mình dùng mình nhìn vẫn thấy bình thường. Và ngày xưa như thế này là ngon lắm rồi ấy, so với trải nghiệm chúng ta.